bàn ra tin đồn của dược sĩ Tiến đá xéo Hà Hồ, hậu trường màn loài chấn động ở The New Mentor được hé lộ. The New Mentor là show thực tế xoay quanh việc tìm kiếm người mẫu toàn năng thế hệ mới, hiện là tâm điểm được nhiều netizen quan tâm khi có sự góp mặt của dàn mỹ nhân đình đám showbiz Việt Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê và Hương Giang. Sau khi phát sóng tập 4, chương trình gây chú ý với màn tranh cãi của Hồ Ngọc Hà và Hương Giang sau khi Hương Giang loại đi thí sinh của team đàn chị. Đa số khán giả đứng về phía của nữ hoàng giải trí và cho rằng hoa hậu chuyển giới đang đi ngược lại với tiêu chí mà cô đã đặt ra cho chương trình. Giữa lúc drama căng thẳng, một nam diễn viên bất ngờ lên tiếng bảo vệ Hương Giang đá đểu Hà Hồ. Cụ thể trên trang cá nhân, Phạm Hình Hữu Tài đã đăng status công khai đá xéo Hồ Ngọc Hà tại chương trình The New Mentor. Anh viết: chị Hà còn Lâm Châu và Như Vân là duyên phận. Hai bạn có cá tính và tính cách giống y như chị. Khó ai có mấy cá tính đó lắm. Đúng nào thầy trò nấy. Ekip đừng có đi xeo đinh được nước làm tới. Cái gì cũng biết mà không biết điều. Giờ mới hiểu tại sao chẳng bao giờ ngồi ghế ban giám khảo lần hai. Vì ngồi lần một là người ta sợ quá luôn rồi. Nam diễn viên Hữu Tài được biết đến với series Đam Mỹ đóng cùng Dược Sĩ Tiến. Nam diễn viên còn chú ý qua dự án điện ảnh Hạnh Phúc Máu. Thậm chí anh từng bị đồn là người tình của nhà sản xuất The New Mentor. Trước đó, nam diễn viên này cũng gạch đá vì phát ngôn kém duyên, ghét chơi cho vui về á hậu Quỳnh Châu. Hiện bài viết đã xóa và nam diễn viên đã khóa Facebook của mình. Về phía Hồ Ngọc Hà, nữ ca sĩ cho biết cô buộc phải lên tiếng để bảo vệ học trò và nhận thí sinh giỏi đội khác. Hà Hồ cho hay chương trình đã đủ hấp dẫn, vì vậy các huấn luyện viên không cần chơi chiêu để thắng bằng được. Nhắc đến giây phút nóng giận với Hương Giang, Hồ Ngọc Hà bày tỏ cô luôn thể hiện rõ quan điểm. Nếu mọi người đi lệch, cô có cách xử lý giúp các thí sinh giỏi không bị thiệt thòi. Đi sau và chuyện loại thí sinh, Hồ Ngọc Hà cho rằng loại Hoàng Yến chính là quyết định đi lệch với tiêu chí ban đầu của chương trình. Ca sĩ nhận định Hoàng Yến là thí sinh có tố chất thời trang, phần thi thử thách tốt nhất, nhưng vẫn bị Hương Giang và Dược Sĩ Tiến thẳng tay loại. Kết quả khiến cô không hài lòng, cô nói. Hà nghĩ tiêu chí của chương trình tìm một người vừa high fashion, vừa có thể làm The New Mentor trong tương lai. Rõ ràng Hoàng Yến là người rất high fashion. Bạn ấy có những bức hình trong thử thách đều tốt, còn Tuyền thì có thể yếu hơn. Hà cũng nghĩ Tuyền sẽ ra về nhưng Yến phải ở lại. Tuy nhiên cũng không hiểu vì lý do gì mà các bạn loại luôn cả Yến. Chính vì thế Hà luôn có bức xúc, bởi nếu như Yến được đi thêm 1-2 tập mà không thấy được khả năng bạn ấy ra về cũng không buồn. Nên Hà nghĩ đây là kết quả mà Hà chưa hài lòng lắm. Có thể thấy, Hoàng Yến là học trò được Hồ Ngọc Hà đánh giá cao. Ngay từ tập 1, Hoàng Yến đã thể hiện rõ thế mạnh của cô là một người mẫu mạnh về high fashion. Với kiểu tóc tém cá tính cùng gương mặt góc cạnh khác biệt, Hoàng Yến tạo cho mình hình ảnh thương hiệu, dù vẻ ngoài lạ nhưng dễ gây ấn tượng. Bên cạnh đó, chiều cao nổi bật cũng là lợi thế giúp Hoàng Yến dễ trở thành siêu mẫu trong tương lai. Ở vòng chọn đội, Hoàng Yến được Hồ Ngọc Hà và Hương Giang bấm chọn, và cả hai Super Mentor đều nhận định Hoàng Yến có tố chất và nhiều cơ hội để phát triển không chỉ trong nước mà là ở sàn diễn quốc tế. Dù tham gia nghề mẫu hơn 2 năm, nhưng Hoàng Yến tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm cũng như vận dụng nó rất tốt vào các thử thách. Xuyên suốt tập 4 vừa qua, học trò của Hồ Ngọc Hà luôn là thí sinh có hình chụp ở thử thách tốt, phong độ ổn định. Tuy nhiên, đứng trước Dược Sĩ Tiến và câu hỏi ứng xử, Hoàng Yến đành dừng bước. Theo dõi Hoàng Yến trên trang cá nhân, nữ người mẫu 21 tuổi gây ấn tượng với vẻ ngoài cá tính. Những shot hình mà Hoàng Yến thực hiện đều thể hiện tính cách thời trang cao cấp. Hoàng Yến sở hữu thân hình và thần thái ấn tượng, phong cách tiệm cận với thời trang quốc tế, có nhiều tiềm năng để phát triển sự nghiệp trong làng mẫu.